Rồi xin chào anh em. Hôm nay mình chia sẻ với anh em kỹ hơn về một trong ba cái yếu tố khi mà chúng ta thiết lập máy ảnh, đó là khẩu độ của ống kính. Mỗi một cái ống kính thường các nhà sản xuất họ làm một cái hệ thống lá khẩu xếp lại thành hình tròn và tạo ra một cái lỗ hổng để khi ánh sáng đi ngang qua cái ống kính để vào cảm biến của máy ảnh số hoặc là vào cái bề mặt phim của cái máy ảnh dùng phim, thì cái lỗ hổng đó người ta gọi là khẩu độ ống kính, hoặc là có nhiều người gọi là độ mở của ống kính. Thì cái khẩu độ đó chúng ta có thể thay đổi được, điều chỉnh được đó. Thì có nghĩa là cái lỗ hổng này nó nhỏ hoặc là nó lớn đó, thì chúng ta gọi là thay đổi khẩu độ của ống kính đó. Thì cái khẩu độ của ống kính này hồi xưa, các cái ống kính cổ ngày xưa và một số cái ống kính ngày hôm nay vẫn còn làm, nó có một cái vòng thay đổi khẩu độ trên cái ống kính luôn đó, như thế này, từng nấc đó. Và sau này thì có một số cái ống kính họ không làm cái vòng thay đổi khẩu độ trên ống kính nữa, mà hoàn toàn chỉ thay đổi khẩu độ trên cái máy ảnh số mà thôi. Đấy. Thì một số ống kính thì vừa có vòng thay đổi khẩu trên ống kính mà cũng có thể thay đổi cả trên cái body. Đó, thì cái đó là tùy mỗi người sử dụng. Nhưng mà ở đây mình dùng cái ống kính có thể thay đổi khẩu ở trên cái ống kính để cho anh em dễ mường tượng hơn. Thì khi chúng ta vặn một nấc như thế này thì là cái lỗ hổng đó, cái khẩu độ trên ống kính nó thay đổi nhỏ hoặc lớn, chúng ta gọi là khẩu lớn hoặc là khẩu nhỏ đó. Vậy thì khi mà chúng ta thay đổi cái kích thước của cái khẩu độ đó thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Thứ nhất là khi mà chúng ta khép nhỏ lại, chúng ta gọi là khép khẩu, thì lượng ánh sáng đi qua nó sẽ ít hơn và dĩ nhiên là bức ảnh chúng ta nó sẽ tối đi. Và khi chúng ta mở khẩu, có nghĩa là chúng ta làm cho cái lỗ hổng nó bự hơn, thì là cái lượng ánh sáng đi qua ống kính nó nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất, là khi chúng ta thay đổi khẩu thì nó ảnh hưởng đến lượng ánh sáng nhiều hay ít để đi qua cái ống kính vào cái cảm biến của máy ảnh hoặc là bề mặt phim. Thứ hai là khi chúng ta thay đổi khẩu, nó ảnh hưởng tiếp theo đó là cái khoảng ảnh rõ, chúng ta hay gọi là dot, tức là depth of field, hay là chúng ta hay gọi là trường ảnh, trường sâu độ ảnh, khoảng ảnh rõ hoặc là vùng ảnh rõ, có nghĩa là vùng đó nó hẹp hay là nó rộng, vùng đó nó mỏng hay là nó dày, có nghĩa là chúng ta nét từ A đến B hay là từ A' đến B', hẹp dần. Thì khi chúng ta mở khẩu lớn, nghĩa là lỗ to ra, thì cái khoảng ảnh rõ chúng ta nó sẽ càng hẹp dần lại. Còn chúng ta khép khẩu nhỏ thì lúc đó cái khoảng ảnh rõ đó, cái dot đó, cái vùng ảnh rõ đó nó rộng ra. Chúng ta càng khép nhỏ khẩu thì cái vùng ảnh rõ nó càng dày ra, chúng ta gọi là bức ảnh nó có độ nét sâu hay là dày hơn đó. Chia sẻ với anh em nữa là nhiều người hay thắc mắc là cách đọc khẩu độ. Thì trước hết là trên cái quy định của các cái con số, cái trị số trên khẩu độ này, chúng ta thấy là từ khẩu 1.2 lên khẩu 2 chẳng hạn, hay là từ 2 lên 2.8, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 đó. Thì từng cái nấc khẩu độ như vậy chúng ta gọi là một khẩu đó. Cho nên ngày xưa khi mình học nhiếp ảnh là ông thầy ông bắt học thuộc lòng, có nghĩa là ví dụ đang chụp khẩu 4 thì khép một khẩu thì nó phải là 5.6, đang chụp 5.6 khép một khẩu nữa phải là khẩu 8, hay là từ khẩu 4 mà mở một khẩu thì nó phải là 2.8. ngày hôm nay anh em chụp máy số, anh em khi mà vặn cái bánh xe, anh em thấy là từ 4 mà lên đến 5.6 thì họ chia làm ba khoảng nhỏ nữa, thì mỗi cái đó chỉ là 1/3 của một khẩu độ thôi đó. Còn ví dụ như từ 4 mà chúng ta khép khẩu nhỏ thành 5.6 thì đó là một stop, một khẩu. Còn từng cái nhỏ nhỏ bên trong á, người ta chia làm 3 phần thì nó là 1/3 của một stop thôi, 1/3 của khẩu thôi, chứ không phải là 5.6 xong rồi lên đến 6.3 rồi đến 7.1 gì đó. Đó không, đó là 1/3 chứ không phải là đó là một khẩu. Khẩu là từ 4 đến 5.6 đó. Ví dụ vậy, tương tự như vậy, 2.8 lên 4 chẳng hạn, hay là từ 5.6 lên 8 chẳng hạn. Bây giờ thứ hai là khi chúng ta thay đổi khẩu độ thì nó ảnh hưởng cái thứ nhất là đến lượng ánh sáng ít hay nhiều đi qua ống kính. Cho nên có nhiều người họ ngày xưa họ gọi ống kính là ống kính nhanh hay ống kính chậm, ống kính sáng hay ống kính tối là vậy đó. Có nghĩa là cái ống kính có cái độ mở tối đa, có nghĩa là khẩu lớn tối đa,
là mua cái ống kính này khẩu tối đa của nó là 2.8, có nghĩa là lượng ánh sáng vô rất là nhiều. Nhưng mà có những cái ống kính như anh em chụp ống kít hay là một số ống kính nó là 3.5 hay là khẩu nó bắt đầu từ 5.6 thì lượng ánh sáng ít hơn, người ta gọi là ống kính nó ít ánh sáng hơn. Và khi chúng ta thay đổi khẩu thì nó sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố khác như là tốc độ màn trập. Ví dụ như cũng một cái bức hình đó muốn ánh sáng như nhau mà chúng ta khép khẩu thì lúc đó bắt buộc cái tốc độ màn trập nó phải giảm lại, thì người ta gọi là ống kính chậm là vậy đó, chứ không phải là chậm nhanh là ống kính chụp nhanh hay chụp chậm đâu, mà nó ảnh hưởng đến cái tốc độ vận hành của màn trập nhanh hay chậm thì người ta hay gọi vậy. Đó là ngày xưa thôi, những cái từ đó ngày hôm nay ít người biết, nhưng mà mình cũng nói để cho những người anh em khi mà nghe hay là đọc được những cái từ đó thì anh em dễ hiểu. Rồi như vậy là khi chúng ta thay đổi khẩu độ thì nó ảnh hưởng thứ nhất là đến lượng sáng ít hay nhiều đi ngang qua ống kính để vào cảm biến. Thứ hai là khi thay đổi khẩu độ ống kính thì nó ảnh hưởng đến khoảng ánh rõ, dot dày hay là mỏng của các cái lớp ảnh, các cái laser như thế này. Đó, thì là hai cái ảnh hưởng cơ bản khi chúng ta thay đổi khẩu độ. Đây là cái máy ảnh Nikon mình ráp cái ống kính tiêu cự là 55, khẩu bắt đầu từ 1.2 và khẩu nhỏ nhất trên cái ống kính là F16. Thì ở đây mình xếp bốn cái vật dụng, một cái xe mô hình, một cái ống kính, một cái máy ảnh, một cái xe mô hình ở cái khoảng cách như thế này, khoảng chừng gần 1 mét. Thì các cái khoảng cách như thế này để chúng ta test coi thử là khi chúng ta thay đổi khẩu thì khoảng ánh rõ nó thay đổi như thế nào. Thứ hai là coi thử khi thay đổi khẩu thì cái lượng ánh sáng vào ảnh làm sao. Thứ nhất là để các bạn dễ hiểu, khi mà chúng ta thay đổi khẩu thì cái ánh sáng trên một bức ảnh nó thay đổi như thế nào, thì mình để chế độ M, chế độ chụp M, có nghĩa là mình để ISO cố định là 200 và tốc độ màn trập mình cũng để cố định, có nghĩa là khi chúng ta thay đổi khẩu thì hai cái thông số còn lại là tốc độ màn trập và ISO không thay đổi, để chúng ta thấy là khi thay đổi khẩu nhỏ hay là khẩu lớn thì cái ánh sáng trên một cái bức ảnh nó thay đổi. Đây, rồi bây giờ mình thay đổi khẩu này, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16. Thì anh em thấy là ở F16 là gần như tối luôn. Đó, còn F11, F5.6 mở khẩu lên thì nó càng sáng hơn. Như vậy là khi chúng ta mở khẩu, có nghĩa là cái chỉ số F nó nhỏ, là tại vì F trượt trên cái chỉ số thì là cái khẩu đó nó lớn hơn. Còn F mà cái chỉ số bên dưới á, ví dụ như là 2.8, F trên 2.8, F trên 5.6, thì cái F trên 5.6 thì là cái khẩu nó nhỏ hơn. Thì khẩu càng nhỏ thì ánh sáng vào càng ít, cho nên anh em thấy ở trên cái video mà anh em vừa mới xem đó, mình thay đổi khẩu á, đó, mình làm lại lần nữa. Đây, anh em thấy là khi mà chúng ta khép khẩu thì là ánh sáng nó sẽ ít hơn, cho nên là ảnh nó tối đi, và khi mở khẩu thì là ánh sáng nó nhiều hơn và ảnh nó sáng hơn. Đó, đó. Rồi, như vậy là anh em nhớ, tại vì có một người bạn nói là em thì mua máy ảnh giờ cứ chụp mà vợ em hay bạn gái em, cứ có một người là em để khẩu 4, hai người thì em để khẩu 8 để cho nó nét sâu hơn, không bị mất nét. Thứ ba người trở lên thì em để F16. Thì đó là cái bạn đó quan tâm đến cái chuyện là độ nét thôi. Ví dụ như có người đứng trước đứng sau hơi so lệch thì cái khoảng ánh rõ nó rõ hơn thôi. Nhưng mà bạn nó không quan tâm đến cái chuyện là khi chúng ta thay đổi khẩu thì ánh sáng nó cũng thay đổi. Cái lượng ánh sáng đi vào nó sẽ thay đổi. Nếu mà ở trong một số cái bối cảnh khác, ví dụ như trời tối quá hay là trời sáng quá đi, mà chúng ta mở khẩu quá mà hai cái thông số kia chúng ta không cần suy nghĩ, thì nhiều khi bức ảnh nó sẽ dư sáng, hoặc là ngược lại bức ảnh nó sẽ thiếu sáng. Đó, thì khi chúng ta thay đổi khẩu thì là lượng ánh sáng nó thay đổi. Anh em nhớ như vậy. Và cũng vì cái yếu tố này cho nên các cái ống kính mà có cái độ mở lớn tối đa càng lớn thì ống kính nó càng đắt tiền, là vậy đó. Ống kính ví dụ như anh em mua một ống kính mà khẩu rất lớn, ví dụ như khẩu 1.8, 1.2 hay là khẩu 2.8, thì cái kết cấu của các cái thấu kính nó cũng khác nhau, người ta phải đầu tư nhiều hơn, hệ thống lá khẩu nó cho phép mở lớn hơn, thì các cái ống kính nó càng đắt tiền.
Còn các cái ống kính mà khẩu nhỏ hoặc là 2 khẩu 5.6, 6.3 gì đó thì là nó sẽ ít tiền hơn. Đó. Thì cái độ mở lớn tối đa của một ống kính nó rất là quan trọng và nó người nhà sản xuất phải đầu tư rất là nhiều tiền. Đó. Cái ảnh hưởng thứ hai để cho anh em dễ mường tượng đó là khi chúng ta thay đổi khẩu thì nó sẽ thay đổi dop, có nghĩa là thay đổi khoảng ảnh rõ giữa các cái lớp ảnh. Đây là lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ bốn chẳng hạn. Hay là ở ngoài thực tế anh em có thể đây là một cô gái, đây là bông hoa, đây là hàng rào, đằng sau là mây trời chẳng hạn. Đó, nó có nhiều cái lớp ảnh như vậy. Nếu mà chúng ta mở khẩu lớn thì cái khoảng ảnh rõ nó càng hẹp lại. Ví dụ như ta muốn nét cô gái thôi mà phía trước này cái bình hoa mờ, đằng sau này cũng mờ, thì chúng ta mở khẩu lớn, càng lớn thì cái khoảng đó nó càng mỏng lại, thì hai này nó mờ, chúng ta gọi là xóa phông. À, xóa phông hoặc là xóa tiền cảnh hoặc là xóa hậu cảnh thì chúng ta gọi là xóa phông. À, cái từ vậy nhưng mà thực chất là chúng ta đang làm cho khoảng ảnh rõ nó hẹp lại, chỉ nét một cái chỗ mà chúng ta muốn thôi. Còn nếu mà chúng ta siết khẩu, đóng khẩu nhỏ lại thì cái khoảng ảnh rõ này nó rộng ra, nó dày ra, có nghĩa là chúng ta sẽ không những nét cả cô gái mà nét nhiều thứ phía trước và phía sau nữa, chúng ta gọi là có độ nét sâu. Cái khi mà chúng ta chụp phong cảnh hay là nhiều người muốn cái khoảng ảnh rõ nó dày lên để cho nó an toàn khi chúng ta chụp cảnh sinh vật hay gì đó thì chúng ta khép khẩu lại. Đó, thì bây giờ mình test thử, mình để qua cái chế độ A ISO cố định nhưng mà tốc độ màn trập nó chạy tự động để cho thấy rõ được cái dot. Như vậy thì lúc này thì ánh sáng của khung ảnh nó ít thay đổi nhưng mà nó thay đổi cái khoảng ảnh rõ. Rồi bắt đầu là khẩu 1.2, anh em chỉ thấy là nó nét mỗi cái chỗ cái ống kính thôi. Phía cái xe phía trước cũng bị mờ ha, và phía sau cũng mờ. Đó. Có nghĩa là khoảng ảnh rõ của chúng ta giờ nó rất là hẹp, nó chỉ nét mỗi cái chỗ đó thôi. Mình khép khẩu, có nghĩa là nhỏ lại. Khẩu 2 anh em thấy nó bắt đầu nét dài hơn tí. Khép nhỏ hơn. F2.8 dài hơn tí nữa. Đó, F4, F5.6, F11 rồi. Thì khi mà anh em thấy không, từ bắt đầu F8, F11 anh em thấy nó bắt đầu nét dần. Đây là 5.6 này, F8 này. Lên F11 anh em thấy bắt đầu nó nét cái xe màu xám phía trước và nó nét luôn cả cái máy ảnh và cái xe màu xanh ở phía sau kia. Rồi khi mình khép khẩu 16 thì gần giống như là nó cái khoảng ảnh rõ nó rất là rõ. Chúng ta thấy nó nét cả cái xe này lẫn cái xe đằng sau. Các cái lớp ảnh nó nét từ đầu đến cuối, nét luôn cái khúc như thế này. Chúng ta gọi là độ nét sâu hay là nét nó dày ra. Đó, thì chúng ta khép khẩu. Giờ mình muốn mờ đi, xóa phông ha, xóa trước xóa sau luôn. Đó, anh em thấy không, nó sẽ mờ dần các cái phía trước và phía sau nếu chúng ta mở khẩu, còn chúng ta ngược lại chúng ta đóng khẩu thì nó nét từ trước ra sau. Rồi, anh em thấy là cái yếu tố về khẩu độ ống kính nó rất là quan trọng. Thì chúng ta biết là thứ nhất nó ảnh hưởng đến ánh sáng cho một bức ảnh nhiều hay là ít. Thứ hai nó ảnh hưởng đến khoảng ảnh rõ, chứ không phải là chúng ta cứ một người chụp khẩu 4, hai người chụp khẩu 8, ba người chụp khẩu 16 không đâu. Khi chúng ta thay đổi như vậy thì nó ảnh hưởng đến hai cái yếu tố đó. Thì chúng ta tính toán làm sao để khi chúng ta chọn lựa, ví dụ như là anh em chụp chế độ A là chế độ ưu tiên khẩu độ, khi chúng ta thay đổi khẩu thì chúng ta không thấy được các cái yếu tố khác như tốc độ màn trập và ISO có thể là nó thay đổi. Rồi chúng ta không có thấy được sự khác nhau về ánh sáng, nhưng mà nó thay đổi về cái khoảng ảnh rõ đó. Đó thì là tùy theo cái mục đích, cái ý mà anh em muốn, cái chủ thể chính của chúng ta. Dĩ nhiên nó phải nét, phải rõ rồi, nhưng mà chúng ta có muốn thấy được cái bối cảnh ở phía sau hay không? Hay là các cái vật thể lộn xộn phía sau hay không? Hay là chúng ta muốn tách cái này ra khỏi cái bối cảnh đó, ở sau nó mờ nhòe hết. Thì đó, lúc đó là chúng ta biết rõ là chúng ta mở khẩu lớn thì nó ảnh hưởng đến cái chuyện đó. Để chúng ta có được cái bức ảnh nó đúng ý, nó đẹp, nó tạo ra cái thị giác hấp dẫn hơn cho người xem. Đó. Hôm nay thì mình cũng cố gắng chia sẻ cho anh em về cái khẩu độ ống kính để anh em hiểu rõ hơn khi chúng ta thay đổi khẩu thì nó ảnh hưởng đến cái gì. Bài sau mình sẽ nói kỹ về cái tốc độ màn trập. Rồi, xin chào anh em.